Đội dung xin chào khán giả người VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Giáo phận San Diego công bố thêm tên 8 linh mục bị tố cáo tình dục. Trung Quốc phẫn nộ vì công ty Apple không ghi Trung Quốc. Hai cảnh sát viên Westminster ở Rio Sài Gòn chúng tôi quánh nhau, một người bị cho tạm nghỉ. Thưa quý vị, trong hành động vô cùng hiếm hoi, hôm thứ Năm vừa rồi, giáo phận San Diego, giáo phận cực nam của địa bàn California chúng tôi đã công bố thêm danh sách 8 linh mục vào trong những danh sách những người bị tố cáo sờ mó trẻ em. Vị giám mục của giáo phận San Diego là Robert McElroy nói như thế này: đây là một sự phản hồi đối với thời điểm kinh hoàng mà chúng ta đang sống. Ý ông này nói đến trường hợp là vừa rồi ở tại tiểu bang Pennsylvania, một đại bội thẩm đoàn tố cáo là hơn 300 linh mục đã lạm dụng tình dục hơn 1.000 trẻ em từ thập niên 40, cũng như sự từ chức của Hồng Y Theodore McCarrick, người từng làm tổng giám mục tổng giáo phận Washington DC, vì bị tố cáo là tấn công tình dục trẻ em giúp lễ, các trùng sinh và các linh mục. Vị giám mục của San Diego nói thêm, những đau đớn tình cảm mà các vụ này gây ra đối với nạn nhân cũng như những người khác trong giáo hội tạo ra một náo loạn của sự giận dữ, đau khổ, bực mình, vô lý và hoảng loạn. Tám tên người này đưa ra gồm các linh mục Jose Chavarin, Raymond Ensign, Patrick Foley, Michael French, Richard Hope, George Lally và Paul Lolino Montaga, cùng với đức ông Mark Made. Từng người một, từng tên một được ra, nhưng có những chi tiết quan trọng thì không được nhắc đến, tức là họ cũng lấy những chi tiết mà nó quan trọng ra, bởi vấn đề kiện cáo như thế nào đó thì họ lấy ra. Thì thưa quý vị, đây là một phần trong danh sách những người cũng đã từng bị truy tố cách đây 11 năm, tức là vào năm 2007. Hồi đó, tháng 9 năm 2007, giáo phận này đã phải dàn xếp 144 vụ tố cáo, 48 vị linh mục, nghĩa là vi phạm tình dục trẻ em, và phải bồi thường 198 triệu đô la, số tiền cao thứ nhì trong lịch sử giáo hội công giáo La Mã tại Hoa Kỳ bồi thường cho nạn nhân. Đó là cái tin của giáo phận San Diego. Hôm thứ Tư vừa rồi, chắc quý vị đồng mê iPhone biết công ty Apple đã đưa ra một cái gọi là một cái buổi họp báo giới thiệu sản phẩm của họ, đặc biệt hai cái loại iPhone XS và iPhone XS Max toàn cầu. Và họ cho biết là ngày 21 tháng 9 này available ở một số quốc gia, tức là bây giờ quý vị muốn mua thì phải order ngay từ bây giờ. Nhưng mà khổ nỗi đó, trong cái buổi đó là họ để tên các quốc gia mà sẽ có bán iPhone vào ngày 21 tháng 9 thì họ để tên như thế nào? Họ để tên là China, tức là Trung Quốc, Hồng Kông, tức là Hồng Kông, và Taiwan, tức là Đài Loan, mà không có cái dấu phẩy Trung Quốc phía sau. Thế thì bây giờ các công ty Apple đang bị truyền thông của nhà nước Trung Quốc quánh tơi tả luôn, thấy không? Họ nói là đáng lý quý vị phải biết là Trung Quốc, rồi Hong Kong phẩy Trung Quốc, Taiwan phẩy Trung Quốc mới đúng, tức là Hồng Kông và Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Anh viết mà China, Hồng Kông, and Taiwan mà không có Trung Quốc, có nghĩa là anh thừa nhận là ba quốc gia. Đã vậy anh còn lại để cờ ba nơi này nữa. Đó, thành họ giận. Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc nói rằng hành động của Apple có thể làm hại thương vụ của công ty Trung Quốc và tạo ra các vấn đề pháp lý và chính trị không cần thiết. Đó. Rồi, họ còn nói luôn, con người với một chút hiểu biết sẽ trình bày là Hồng Kông China, Hồng Kông phải China và Taiwan phải China tại các sự kiện chính thức như vậy. Làm thế nào mà một công ty lớn như Apple có một sự kiện quan trọng, chuyên nghiệp như thế lại không thể làm được cái điều đó, tức là không thể ghi chữ Trung Quốc là sao? Trung Quốc họ rất là khó chịu cái chuyện, họ luôn muốn vì hãng Boeing, các hãng máy bay đều phải có chữ Trung Quốc là sao khi mà nói Hồng Kông và Đài Loan. Rồi, sướng ngôn viên của đài truyền hình này còn nói rằng khi mà Apple viết US Virgin Island riêng biệt với US thì rõ ràng công ty này muốn nói rõ chủ quyền Hoa Kỳ với quần đảo này. Nhưng mà thực ra nó không phải vậy. US Virgin Island là tên chính thức của lãnh thổ Mỹ và được viết như vậy để phân biệt với gì? British Virgin Island của Anh. Và Virgin Island nó có hai khúc, một đoạn ông Mỹ giữ, một đoạn ông Anh Lê giữ. Thành ra để là US bên là British là vậy. Đó. Rồi cũng ở trong cái buổi họp báo đó mà công bố loại phone này thì Apple viết Puerto Rico mà đâu có dấu phẩy là US đâu. Có nghĩa là không có cần nói Puerto Rico là của Mỹ, ai biết của Mỹ rồi. Đó, đảo này thuộc về Hoa Kỳ. Tuy vậy cái tờ Beijing Daily News của nhà nước Trung Quốc vẫn viết trên trang Weibo, cái trang blog nổi tiếng của Mỹ, của Trung Quốc như này: bộ để thêm chữ China kế bên chữ Taiwan khó lắm sao hả? Tại sao không để? Còn cái tờ Toàn Cầu Thời Báo, ngoại vi của Nhân Dân Nhật Báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc thắc mắc này: ê, Apple muốn ám chỉ cái gì đây? Muốn ám chỉ mới độc lập phải không? Thực ra là Hồng Kông và Đài Loan là thuộc về Trung Quốc.
Rồi trên trang mạng Weibo để tràn ngập những cái tấn công của dân Trung Quốc, viết là cái anh Apple này bệnh quá, chắc tôi phải trả lại sản phẩm. Họ hăm dọa trả lại cái sản phẩm của Apple mà họ đã mua, đặc biệt là cell phone và các sản phẩm khác như đồng hồ đấy. Nhưng mà thưa quý vị, mua rồi khó trả lắm, bởi vì người ta mê Apple lắm. Dân Trung Quốc là mê iPhone vô cùng, là em nói vậy chứ không phải dễ làm. Rồi miền Nam California chúng tôi, vùng lý do Sài Gòn, mới có một vụ rùm rùm xảy ra. Vụ này xảy ra hồi tháng 5 nhưng bây giờ bị tiết lộ là hai cảnh sát viên quánh nhau trong sở cảnh sát, đánh nhau thiệt á. Theo luật sư của một ông gọi là ông Brian Perez, nói là ông Brian Perez và ông Brian Reyes, hai người ban đầu có to tiếng xong gần lại nhau xong quánh nhau. Nhưng mà luật sư của ông Perez bảo là ông Perez không có đánh trước, nhưng mà không biết sao ông Perez bị cho tạm nghỉ trong khi ông Reyes vẫn còn làm việc. Mà ông Perez và ông Reyes á, là hai trong ba cảnh sát viên gốc Hispanic từng kiện thành phố Westminster kỳ thị họ và họ thắng được 3.5 triệu đô la. Sau đó vụ sáng rồi bây giờ ông Perez lại kiện thành phố một vụ khác nữa, là ông nói là ô sau vụ kiện đó tôi trở lại quân đội, bây giờ tôi trở về làm cảnh sát tiếp thì họ vẫn tiếp tục kỳ thị tôi. Thì bây giờ ông Warner, cái ông mà Warner, ông Dennis Warner là luật sư của ông Perez bảo là chắc là họ trả thù vì anh này đang kiện đó. Và ông nói là tại sao hàng quánh nhau mà có thằng bị nghỉ thì chắc là họ không có xài, không có gọi là đối xử với ông này đàng hoàng bởi vì ông này đang kiện. Thì đó là ông Warner ông nói như thế. Thì thưa quý vị, thành phố Winter thì bề bối cái chuyện này lắm, từ trước giờ là bị kiện hoài, bao nhiêu tiền dân chúng làm ra đều toàn là đi đền cho ông cảnh sát với đền cho mấy người ta không. Thì ông Warner này thì ông cũng từng đại diện cho nhiều người, trong đó từng có ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng của Westminster, cũng nghỉ và lấy 5 triệu đô la. Thì khi trong cái bài viết này của Voice OC, cái báo mạng ở Orange County viết ra thì họ hỏi hết, họ hỏi cả DA, văn phòng biện lý, hỏi cả cảnh sát trưởng, gọi cả thành phố Westminster, gọi cả ông City Manager, mọi người đều không trả lời. Nói, ông City Manager bảo cái chuyện này xảy ra bên trong sở cảnh sát. Còn hỏi biện lý cuộc bảo chúng tôi biết có cái vụ đó nhưng mà họ không nói tên là ai. Thì quý vị thấy không? Khi quánh nhau với cảnh sát quánh nhau họ bao che. Ông nói ra còn dân dựa. Thì đó là chuyện cảnh sát quánh nhau trong sở cảnh sát. Tại sao có một ông bị cho nghỉ và ông không cho nghỉ? Đó là cái điều mà ông Warner đang nêu ra. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị chương trình gì tới.